Anh Khang. Khoan đã. Nếu chúng ta có cùng giống cấu giống bạo, anh có chấp nhận cùng nắm tay vượt qua hay không? Anh đồng ý. Anh nói tiếp đi. Em có đồng ý cùng anh vượt qua bệnh tật cũng như nghèo đói, lúc vui sướng cũng như lúc đau khổ nhất. Em có đồng ý không? Anh đồng ý. Nhúng. Nóng không? Nóng không? Hơi nóng quá. Ê, nó tràn ra đây. Nó tràn. Nó chỉ được như đây thôi. À, thế cũng được. Đừng có buông nha. Nóng không? Nóng không? Để yên, để yên. Đây vậy? Nóng. Nóng không? Thôi. Trời ơi. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Minh Kha và hiện tại mình là diễn viên và người mẫu. Bình thường thì Kha là một người khá là trầm tính và ít nói, thì không biết là tới với chương trình này Kha có hoạt bát và tìm được một nửa của mình không? Lý do hiện tại Kha vẫn còn độc thân là bởi vì Kha tập trung thời gian vào công việc, không có thời gian để tìm hiểu và cũng như là gặp gỡ các bạn nữ, cho nên là hiện tại vẫn còn độc thân. Mẫu bạn gái lý tưởng của Kha thì là cơ bản nhất là tóc dài, da trắng mà xinh. Một cô gái dịu dàng, có chút cá tính, có chút quyết đoán thì sẽ và hài hước nữa. Thật ra thì đâu phải chương trình mời em đâu. Em chủ động liên hệ chương trình là giúp em tìm người yêu. Trời, em đang cô đơn mà đang chị chết quá. Xong phải nói hai lần chương trình mới cho tham gia đó. Chứ bộ giỡn. Cái tính thì tăng động nhưng lại thích những người đàn ông hơn, trầm tính nói ít mà hiểu mình nhiều. Mà đặc biệt là phải tâm lý nữa, phải hiểu tâm lý phụ nữ nữa. Cái gì cũng phải từ từ chứ không có gấp gáp được. Trong cái chuyện tình cảm thì phải tìm hiểu từ từ. Chàng trai thì từ đó tới giờ em theo kiểu thích đàn ông hơi kiểu lãng tử, kiểu thư sinh một chút, kiểu thanh lịch. Đàn ông mà thanh lịch mà kiểu trưởng thành, cái bề ngoài nó hơi giống A Mai Tịch sớm. Đâu rồi? Alo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Em ơi, em ở đâu đó? Xin không nghe thấy tiếng anh không? Cười quá làm sao đây? Này, này, này là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi? Em ơi! Thế cậu tên gì? Anh tên Kha, còn em? À, tôi tên là Hoa. Hoa, chào Hoa. Chào Kha. Hoa bao nhiêu tuổi? Hoa mấy? À, sorry sorry, con gái hỏi tuổi đi hơi kỳ. Thôi thì cứ là anh với em đi, tại vì hôm nay mình hẹn hò mà. Vâng. Em ngồi cạnh anh chưa vậy? Không biết chỗ ngồi. Hả? Này không tìm được chỗ ngồi. À, em cũng đang bị bịt mắt hả? Vâng. Ok, anh sẽ tìm chỗ cho em. Đưa tay ra nào, đưa tay ra nào. Đây, đây, qua bên này, đi qua bên này. Đi qua đây. Đi qua đây, đi qua đây. Sao trong tưởng tượng của tôi ở đây là một cây cột? Thì cứ đi, đi, cứ đi, đi. Em phải tin anh. À, rồi, từ từ, từ từ, các bạn. À, đây là cái ghế. Đây là wow, wow, wow. Phải ghế không? Wow, wow, wow. À, đúng rồi. Ok, ngồi xuống. Chưa? Đúng rồi. Yên vị chưa? Nghe giọng anh quen quen đấy. Không biết là có phải không. Cửa ra mà phải là tung chảy luôn. Không quay tiếp đấy. Thật à? Ừ. Nghe mày nguy hiểm rồi. Anh nói giọng Nam đi. Tôi biết cậu người. Anh nói giọng Nam hả? Ừ. Ok, anh sẽ cố gắng nói giọng Nam. Ồ, thế cậu là người Bắc à? Anh là nửa Nam nửa Bắc. Nửa Nam nửa Bắc à? Ừ. Nào, muốn biết gì thêm nào? Mô tả cho mình biết về ngoại hình của bạn. Mình cao 1m83, 65kg, hơi ốm, nhưng mà sức khỏe dẻo dai.
Còn bạn? Nhìn cao 1m72, nặng 51kg. Sức khỏe thì không ổn lắm. Tại sao không ổn? Bị nhiễm. Hả? Suốt ngày vào viện thôi. Sao vậy? Vì lý do là thiếu hương da. Thiếu hương da. Ok, hôm nay mình sẽ tiếp sức cho bạn. Để bạn không phải vào viện nữa. Mình đùa đấy. Mình không phải tạt nham thế đâu. Xin lỗi. Cái tên thật của bạn là Kha. Ừ, tên thật là Kha. Cái gì Kha nhỉ? Minh Kha. Minh Kha. Thế là họ Minh Tinh Kha hết. Nguyễn Minh Kha. Nguyễn Minh Kha. Ở Hà Nội ạ? Ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh ạ? Sao nói giọng nơi nữa thế? Vì ba mẹ ở Hà Nội. Thế cậu có thích phụ nữ không không? Hả? Phụ nữ mà hơi khùng một tí có chịu đựng được không? Cực kỳ thích. À, cực kỳ thích khùng á? Nghiêm túc ạ? Tại vì tính của anh thì hơi kiểu trầm tính và nhạt nhẽo, cho nên là cần một phụ nữ kiểu làm khùng làm điên một tí để giúp rắc mối vào cuộc đời anh. Ôi dồi ôi, thế mặn quá thì sao nổi thôi. Mặn quá thì mình lại uống nước. Ờ thế à, được. Ở đây chuyên truyền nước vì quá mặn. Còn hình mẫu lý tưởng của em là gì? Hình mẫu lý tưởng của em á là... Em Minh Hô. Hả? Em thích tóc uốn xoăn rồi các kiểu ở Hàn Quốc à? Em thích Hàn Quốc mà kiểu hơi tránh chút thôi. Bây giờ anh nói nhiều quá, trừ một điểm. Ok, em sẽ ít nói lại. Ok, em nói tiếp đi, em nói tiếp đi. Ừ, em nói tiếp à? Nghe nói là được sờ đấy, có được sờ không? Còn chừng sờ chúng mày nữa. Sờ sờ. Wow, wow, wow. Anh mấy tóc hơi dựng đứng, không thích lắm nhá. Thích con trai tóc. Tôi thích con trai tóc xoăn, không thích cái bờm, cái bờm này không thích đâu. Cái gì đây? À khúc này, sao trong đầu tôi cứ tưởng tượng sao anh bắn chó mèo. Anh trong cái tưởng tượng của tôi lúc này là hình ảnh anh bắn chó mèo vào mặt tôi. Ôi dồi ôi, tay đây nào. Sao tôi vẫn tưởng tượng ra anh chó mèo nhỉ? Không thể nào tưởng tượng khác hơn được. Thật ra thì em rất là ngại nếu như em và anh gỡ khăn ra. Em thì không sao rồi đấy, em chỉ sợ anh thôi. Sao lại sợ? Vì anh sẽ rất bất ngờ. Wow. Thấy chưa, tôi đâu có tóc dài đâu, tóc tôi nhắn tuổi rồi. Tại là bây giờ em mới cắt thôi. Hy vọng trong tưởng tượng không là tôi bắn chó mèo. Không biết phải không. Không dám đối diện. Không dám đối diện với sự thật đâu. 3, 2, 1. À, phải nhìn nhau đó hả? Hơn quá. Được không? Được không? Được. Tưởng đâu anh bán, thầy nói giọng rất là giống anh bán mèo. À, anh bán mèo tên gì? Tên trường nghe này. Sao tập bạn tôi cứ ngại ngùng thế nào? Thầy em thích cái gì? Thích hả? Ừ. Thích ăn gì, uống gì, xem gì, nghe gì, đi đâu? Bây giờ, vấn đề bây giờ thì thích enjoy cuộc sống. Muốn có thêm những người bạn mới. Rồi sức khỏe mình tốt hơn, làm việc nhiều hơn. Nếu mà muốn enjoy thì mình phải bớt suy nghĩ lại. Mà sao tự nhiên hai chương trình này vậy? Thì muốn thử xem là 24 giờ thử yêu. Tại vì cũng quá lâu rồi, cũng chưa trong một mối quan hệ nào. Thử cảm giác xem là yêu sẽ là như thế nào. Còn mình thì kiểu quá nhiều trong những mối quan hệ. Bây giờ tìm một mối quan hệ mới để... Trước mắt là cứ kiểu hẹn hò, kiểu như hai người bạn đang hẹn hò. Thật ra là ý tí nhưng mà thật thì rất thật. Vậy tốt mà. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình 24 giờ thử yêu. Từ bây giờ các bạn
đã chính thức trở thành một cặp đôi, hãy hoàn thành các cột mốc của chương trình trong 24 giờ nhé. Cột mốc thứ nhất, lần đầu gặp gỡ, mỗi bạn sẽ đưa ra một yêu cầu mong muốn đối phương thực hiện cho mình. Đối phương sẽ phải đáp ứng theo yêu cầu đó. Mình làm cái cột mốc đầu tiên trước đi. Hoa muốn yêu cầu gì? Cột mốc đầu tiên thì mình muốn gì ta? Thấy ở bên ngoài đẹp quá, mấy cô muốn đi ra ngoài được không? Muốn đi dạo. Ok, muốn đi dạo. Yêu cầu của anh đơn giản thôi. Em nắm tay anh mà nhìn thẳng quá, anh nói hôm nay em sẽ cười mình vui vẻ thật nhiều. Trời ơi, yêu cầu của anh đơn giản quá giờ. Trời, nắm tay bình thường thôi đó. Hôm nay em hứa sẽ vui vẻ thật nhiều mà, thoải mái đó. Anh chỉ muốn như vậy thôi. Nhìn thẳng vào anh á. Thôi nhìn thẳng vào mắt anh em nói được không? Tại vì anh đang mắc cỡ, không dám nắm tay. Ok. Kiểu như mình có một cái hành động đó là tạo sự kết nối á. Hôm nay em sẽ... Nhìn tóc nhà. Ok. Hôm nay em sẽ đi với anh nhà vui vẻ nha, cho tới hết nhà. Ok. Chúc mừng em. Quang hướng thấy nhìn kia bên ngoài rất trông lành và xinh đẹp. Thế em chơi với anh, em chơi với mèo không? Mèo cái này mèo cái mà được. Không, mình coi nó đúng được. Mèo cái mèo cái mà được. Nhớ anh có bầu á. Trên trời rất màu nắng. Thích chó mèo bởi vì không mất thời gian chăm, mà lại không biết chăm. Lên hình. Chú ơi. Bởi hả ơi, bởi hả. Vậy nãy giờ bị trừ 2 điểm rồi. Sao nè? Nói nhiều nè, không thích chó mèo nè. Mà thật ra nói... À là không thích luôn hả? Hả? Ừ, không thích bởi vì không chăm được. Thì nó có một cái linh hồn rất đặc biệt. Con nào cũng có linh hồn đặc biệt, hay là riêng chó mèo? Con vật nào nó cũng có linh hồn. Mà... vật sống nào cũng có linh hồn. Cái cảm giác mà mình với một cái động vật mà nó không phải là người á, mà mình có sự kết nối với nhau á. Em thì lại khác người chỗ là em không thích nó. Em muốn người ta hiểu em bằng cái sự cảm nhận á. Chứ nhiều khi nói, nhiều khi một cái câu nói của mình khó diễn tả được. Nó có nhiều ý đúng không? Em mong muốn mình có những cái mình muốn, mình không thể nói được. Như trong tình yêu là mình, em nói em yêu anh. Nhưng mà em không thể nào nói được. Tại vì cái câu em yêu anh là cái câu giả tạo nhất. Giả tạo nhất? Em thấy câu em yêu anh là câu rất giả tạo. Vậy khi mà mình yêu một người thì cách nào thể hiện ra đi ạ? Nếu không phải nói. Có hành động. Thì hành động là chắc chắn là phải chăm sóc từng ngày rồi đúng không? Giống như là khi yêu không bao giờ nói 2 chữ, 3 chữ em yêu anh. Nhưng mà em sẽ nói là em thương anh. Thương. Cái thương nó còn hơn cả yêu nữa. Thương là nó cả một quá trình rồi. Em lúc nào cũng vậy à? Chơi tụi nó vui. Mới đầu thì không thích, nó nghiêm túc là mới đầu muốn bỏ đi về luôn, không muốn quay luôn, lại thấy không có cảm xúc. Với lại thật ra gu của em không phải là sáu múi, không phải là đàn ông men sáu múi, mà là gu thư sinh, baby gu te. Cho nên là không có thích ngoại hình của ảnh lắm. Chính thức hẹn hò, hai bạn sẽ di chuyển cùng nhau tới Jimia và làm nến thơm với nhau.
Vô nè. Tôi cho anh nắm tay đó. Hôm nào cũng phải nắm. Đi 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 đi, lên trước đi. Lên trước đi. Con gái phải lên trước để có gì té thì con trai còn đỡ, hiểu không? Trời ơi. Là lúc đó nghe nam em thấy có tụt mút không? Không. Chứ thì sao? Anh nói rồi, anh nhạt lắm. Thế là cần một người rắc muối, hiểu không? Làm cái gì cho tôi có năng lực? Quẹt. Quẹt. Là đúng là nhạt thiệt luôn á. Nhạt lắm. Tôi chỉ cho như... Ngôn tình thì em chắc không thích rồi. Em thích hành động. Ừ, đúng rồi. Em không thích nói đúng không? Em thích hành động. Tôi thử hành động. Hành động gì? Tôi thích không? Biết nhảy. Nhảy. Nhảy ngoài chơi. Chết rồi. Nhảy. Nhảy đi. Nhảy. Tầng quần tầng. Tầng quần tầng. Hỏi ngoài phim mà. Anh quay phim, ví dụ giờ kêu anh hành động, một cái hành động yêu thương em anh làm gì? Nắm tay. Tại em đâu chứ anh nắm tay đâu. Ủa? Con gái nói con. Ý chưa, ý chưa? Tôi nắm thiệt đó. Cái gì ngại người ta mới không cho nha. Chứ cái gì mà không ngại là người ta cho là... À. Nói tới đó cũng không hiểu. Hiểu nhưng mà... không dám làm. Sao nhát coi vậy? Không biết nữa. Tại vì anh cũng ngại mà. Tim đập thình thịch không? Chưa. Đúng là anh nhạt thiệt. Anh là... Em chọn mùi em thích đi. Mùi em thích hả? Ờ. Em thích mùi đàn ông. Wow. Mạnh dữ. Thôi tự chọn. Cho mùi bông hồng. Trời ơi, bông hồng đỏ mới chịu. Đúng rồi ông ơi. Nghe người đi, giống như hai người bạn đồng hành. Tôi giống bao nhiêu lắm. Tại anh chứ tại ai. Bây giờ tôi cứng thì ông mềm, mà tôi mềm thì ông cứng hơn. Ok ok ok. Thôi để anh làm cho. Cái gì đấy, đi. Em làm cho em trước đi. Nè, em bỏ tiền cho một phần. Wow. Thật nhanh. Chế dùm người tư luôn đi. Khổng quá. Nếu em không thích ngôn tình. Vâng, nó không thích là có nghĩa là anh không làm nữa. Nếu em chỉ thích là hành động thôi. Mà hành động là em nhảy. Đụng tạ, đụng chạm là em nhảy ra 10 mét luôn. Không, vậy đâu. Vậy đâu. Okay, okay. Có mà đụng nó vậy đâu. Sao? Con mới quay rồi. Con mới quay rồi em khác liền. Không, em nhớ không thật mà. Sao em thích Rosemary? Thì tại mùi tinh dầu của Rosemary sẽ giúp mình thư giãn. Ô, chết thôi. Mùi quả nó ra mùi gì vậy? Tính tình. Mùi gì? Mùi thử. Mùi của anh là mùi. Mùi đàn ông chưa? Để anh bắt cái mùi đàn ông của anh vô. Tự nhiên nghe là em ai vô chứ. Ai mà tôi chấm một chấm thôi là tôi gỡ được. Thử cảm giác. Còn các người có gì có ngon thì nhúng ngon cái bàn tay vô đi. Đâu, nhắm nhúng vô. Biết mấy cái bên Hàn Quốc không? Nó có cái nấm giống như rồi. Bây giờ chơi không? Lấy chén đổ ra. Tối này được không hả? Làm thiệt luôn kìa. Hỏi lấy cái tô ăn cơm người ta. Đâu phải, tôi đừng đến mà. À, chừng nào nó mới khô. Ủa gì? Nếu mà nắm tay nhúng vô là phải nắm luôn á. Phải đợi cho nó khô, nó tháo ra. Ít ra anh có cớ để nắm tay em đúng không? Chứ bây giờ chứ bây giờ hả mà kiểu hả, vô tình nắm tay hay là như thế nào đó là anh sợ em không thích. Cái này có tập gì nên giờ mới thấy. Để tôi thử làm đàn bà coi. Ra gì không? Ơi, phải không vậy? Đúng rồi đó. Ừ, anh đeo đen luôn.
mình sẽ là cảnh sáng mạnh nhất trong buổi tập hôm nay. Tôi đang tưởng tượng cảnh hai đứa đang trên lễ đường hành hôn. Mình vẫn chưa nhận. Còn ở dưới nữa. Nhiều mắc cỡ. Em một đứa mắc cỡ. Đứa mắc cỡ chứ. Nó khó thở quá. Hơi nghẹt thở rồi đó. Đấy chưa? Đấy chưa? Anh nghĩ là đủ rồi đó. Anh đau tim á, đi cấp cứu em. Kệ làm nha. Ừ. Tay nào? Khoan đã, nếu chúng ta cô cùng dân tố dân bạo, anh có chấp nhận cùng nắm tay vượt qua hay không? Anh đồng ý. Anh nói tiếp đi. Em có đồng ý cùng anh vượt qua bệnh tật cũng như nghèo đói, lúc vui sướng cũng như lúc đau khổ nhất. Em có đồng ý không? Em đồng ý. Nhúng. Không nóng không? Không nóng. Hơi nóng quá. Em nó tràn ra đây. Em nó tràn. Nó chỉ được như đây thôi. À, sao thấy cũng được. Đừng có buông nha. Nóng không? Nóng không? Để yên, để yên. Đây nè. Nóng. Nóng không? Thôi. Trời ơi. Đàn ông không? Đừng có làm cho nó nứt nha. Nó nứt là tình duyên mình nó tan vỡ đó. Để nó coi chút nữa rồi mình sẽ nhấn thêm lần nữa. Bây giờ mới cảm thấy là có một cái gì đó nó tiếp. Tiếp gì chứ? Câu chuyện đó nữa. À mà ta giữ. Không à? Ai trời. Không. Không sao. Ôi nhìn cũng đẹp quá ha. À, nhìn cũng hay ho. Hay ho. Ê, nhìn giống như hai bàn tay giả vậy đó. Được rồi. Rồi, giờ tới cuối chương trình để tay luôn. Được. Được hả? Đúng không? Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Đồng ý nắm tay từ đây đến cuối chương trình. À vậy từ đây đến cuối chương trình cứ như vậy thôi hả? Rồi, tình yêu đáng đối tập. Tình yêu tình yêu chúng ta tan vỡ từ đây. Tại sao sức khỏe của em lại không tốt? Tại yêu nhiều quá. Yêu nhiều? Ừ. Sao yêu nhiều sức khỏe không tốt? Anh tưởng nếu yêu nhiều là phải giúp cuộc sống thăng hoa chứ. Yêu mà nó còn nó dán mà nó không có nó thăng. Yêu nó dán tài quả xuống thích lắm. Còn biết nếu mà yêu ăn thiện biết có tài quả không? Bầu trời ngượng ngùng. Thôi chụp hình đi. Biết hát không? Biết. Hát thử một bài nghe. Thật ra là anh hát không hay, nhưng mà nếu mà em muốn nghe anh hát thì em sẽ cố gắng hát. Nhưng mà vợ đừng có chửi nha. Cái gì? Vợ đừng có chê nha. Vợ nào quá đây? Hả? À hát vợ. À xin lỗi. À, muốn nghe bài gì? Bài gì cũng được. Chúng ráng cần ở bớt cần bơi, không cần cần em cơ. Có coi cái đó không? Ta một bầu trời xinh xắn. Đang hot trên mạng bây giờ đó.
Trời ơi, tôi không biết chứ. Chị Phần đi đã. Chẳng mấy khi được nắm tay nha em. Vô. Đứng cái giờ ngoài chân không? Cũng hơi mỏi đó. Anh thấy bên kia có ghế. Giống thoại phim truyền hình. Ừ. Thì cũng được đó. Đi, ra kia ngồi đi. Luật chơi có trò này là hai đứa tụi mình sẽ bóc một cái lá thăm bất kỳ. Ở dưới đây có rất nhiều lá thăm. Thì mình, việc của mình là bóc một lá. Xong rồi nó sẽ hiện lên một cái chữ cái nào đó. À, mình bóc lên cái thăm có cái chữ như thế này. Và mình sẽ làm bất kỳ một cái hành động, một cái gì cũng được mà liên quan tới cái chữ cái. Okay. Đầu tiên như thế này. Thì bây giờ em bóc cái khác đi. Okay. Tại vậy em muốn sao làm? Mình bóc cái này. Ok. R khó luôn. Rồi đúng rồi. Chứ R là rốt. Mà rốt quá thì R. Em muốn R đâu R. Giờ em nói đi, em muốn R anh hay anh R em. R R ở đâu? Anh em R anh cho. R R R R. Ok, tới anh nha. Chữ L. Chữ L kìa mọi người. Chữ L là gì nha? Lào. Lào. Là mồ hôi á. Mồ hôi nè. Chữ L bây giờ anh muốn em lao vào ôm anh một cái. Cái gì? Không, cái này là lần chơi em phải tuân theo đó nha. Đứng lên được không vậy ta? Lao nha, lao từ kia. Lực chơi kỳ chơi. Chơi thôi mà. Ok. Ôm thì ôm sẽ giao quá. Thì lao vào cũng yêu gì mà kỳ. Ờ, bạn hãy đừng ngồi ra đi. Chứ nờ, anh muốn em nói một câu thả thính với anh. À, anh có biết không, thủy tinh thì dễ vỡ, còn em thì dễ thương. Cái này là thả thính anh hay thả thính em? Ủa, thì em đang thả thính anh mà. À, còn em dễ thương à? À. Nhưng mà em thương không dễ. Đúng không? Tiếp. Chữ H. À, cái này à, cái này của em. Đâu? Cái này của anh ta mất mà. À đúng, quên. Hùng. À, hùng anh có hùng cái gì mà hùng. Chữ H này mà hùng. Chữ H này có nhiều hành động lắm. Em hành hạ. Hành hạ bằng cách nào? Hành hạ bằng cách. Nên dò đầu nữa hả? Nãy là em rờ là tan nát cái đầu. Tát anh một cái được không? Ok. Cái này gọi là tát yêu á. Ừ. Chữ tờ. Chữ tờ. Chữ tờ. Gửi đi. Xin chào thầy, em có cái gì chữ tờ là tay. 2 cộng 3 bằng mấy, 2 cộng 3 bằng 5. Hay là đưa đôi tay của em cho anh nắm thế này. Hôn của tay nha. Ừ. Kha chỉ muốn hôn thôi mọi người ơi. Đang lợi dụng hết mảng chữ cái này rồi. Hôn vào người nam em. À, bây giờ sao chương trình nó tới đâu trời. Tới đâu thì tới. Xong rồi. Để ra đây một đêm không cuối. Xa lẻ xa lẻ. Xa lẻ lẻ. Ngày tháng ta còn đôi. Trời, trông một đất. Dễ thương. Chơi em thú vị mà. Thú vị hả? Ừ. Chơi em thú vị lắm hả? Hả? Nó nói chơi em thú vị mà.
Chơi, thú vị là chơi hả? Chơi. Chơi em thú vị hả? À, chơi em thú vị. Ừ. Thì chơi em thú vị. Nãy giờ thấy thú vị không? Có. Thì nó tới đó. Đôi khi chỉ cần đơn giản như vậy thôi, nó cần nhiều. Chắc không? Thật. Thật, sao nãy giờ toàn mấy cái... Thật ra nếu mà phức tạp quá cũng... Rắc rối. Rắc rối không? Cứ đơn giản nếu mỗi ngày làm một hai điều thú vị cùng nhau cho cuộc sống màu sắc hơn vậy được rồi. Nếu bây giờ được chọn là một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa yêu anh ước nhau. Ở bên này đó sao? Em sẽ lấy cái này. Đúng rồi, không cần đốt tại vì không đốt được. Không có tiền.